Hello hello, anh nhớ Xin chào các anh chị các bạn, tôi Phương Thứ Hàng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn phần luyện đọc trích trang bài số 9 nơi làm việc, khóa tiếng Hàn trung cao các anh chị các bạn. Chúng ta dần dần sắp học hết luôn cái khóa tiếng Hàn trung cao rồi, bắt đầu bài số 9, 90 tới bài 9, bài 10 ha các anh chị các bạn. Ở đây chúng ta sẽ vào vào phần bài đọc Arabopsita. Ở đây tôi đã soạn sẵn, biên soạn sẵn và tôi đánh là câu số 1 là đúng, câu số 2 là sai. Thì tôi đánh như vậy để cho mình cùng nhau đi tìm cái trả lời cái đúng không các anh chị các bạn nha. Tạo mình ít cô nè, nơi dùng qua cách thường nhân tổng trang tạo đến nhé, ít sợ ship sợ ha. Ở đây mình có là Han Internet sai thử sơ chích chẳng in ở bếp miền ưng tài sản ở đâu Han Sơn Môn chỗ sai tạo đến nhận ô ship xăm châm xa pro y bếp giúp ship chinh miền cả phương số ấy về cúp ơ công bố rin hạ cô ít tà cô ưng tắp hết tà giờ mình sẽ dịch cái đoạn này ha. Ở sau thì mình ra đây, mình đang lại mình ra đây chích chẳng in tù miếng chung han miếng y về cúp ơ công bố rin hạ tà ít tà là trong hai người đi làm á, thì có một người đã học gì có một người học tiếng tiếng nước ngoài các anh chị các bạn, thì mình coi là mình thấy là gì đúng không. Ở đây nè thì mình sẽ đọc ha. Ở đây câu đầu tiên luôn luôn ô ship xăm châm sa pro ibek nè, mà coi là tương đương ibek giúp ship chim nhân cả phiên số e cái cúc ở công bố đến hát cổ ít tàu cổ tương tác hết tà. Thì theo một cái cuộc khảo sát, theo một cái cuộc điều tra khảo sát nè, dựa theo một cái cuộc điều tra khảo sát lấy đối tượng là 500 người đang đi làm ở một cái website, website là ở một website internet ha, thì họ trả lời rằng thì họ trả lời rằng là có là 53.4% 267 người là thường xuyên phân số e nè về cục ở đến công bù là thường xuyên học tiếng tiếng nước ngoài học ngoại ngữ các chị các bạn ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đọc đoạn tiếp theo là gì đây, đó là mình đoán là nó tương đương vậy mình trả lời là đúng nè. Về khúc ơ đến công bố hai nên euro lý do mà học tiếng nước ngoài là gì, ca trang mà nên cơ sinh ở mua ấy phiro haki temunita, đó là cần thiết cho cái công việc và cái là nhiều nhất lý do là nhiều, lý do là nhiều nhất các anh chị mình thử đây đúng không nha. Ở đây chích trang in từ đi về cũng công bố đến hà nên EU đó, với cái chữ EU đây, câu hỏi đây vô đây thì giống nhau ha. Lý do là gì, nguyên nhân là hoặc là lý do nhân viên văn phòng học ngoại ngữ để làm gì, thì chicken haki sơ là để chuyển việc thì sao sơ ca thì xăm xếp giúp pro tức là khoảng 36% là 180 người đó in video chat chi hết ta là số 1 hoặc đứng số 1 luôn ha, cho nên câu này luôn luôn là sai và nó chữ x nghe tức thì luôn các chị các bạn ha. Ca trang mạng nên cầu sinh là không đúng ha. Rồi rồi mình phải đọc tới đây là mình đi tìm câu dưới, nhưng mà giờ tôi đọc tiếp luôn cho các anh chị bạn luôn ha. Chà chi hết tà là chiếm hay chiếm lấy hoặc là vị trí số 1 thôi các anh chị các bạn. Tạo mưa đồ nên vị trí tiếp theo là ca chi man chúc quên ca kim man chúc quên vì hay do để là để làm hài lòng bản thân thì có là 20.2% bếp in miền ôm mua e phi đồ hà nên hà ký thèm mùa nè ship xa pro nữa trên ship miền người ta nam tin này kê tuy cho chi chi ảnh nơi là cô, nếu mà không có rớt sọ sao thục hậu so với những người khác thì đó là mới tuy cho chi tà là tuy cho chi tà là rớt hay các bạn không rớt sao sao hậu các người khác là không lạc hậu đó, thì tổng cộng là 13.2% song song người hè vé giờ hen từng kỳ thà một chất gì sờ sờ mà mục đích là đi được đi đi công tác nước ngoài được là 6.4% 32 người xưng trên nên vì hai giờ vì hệ sơ thì vì lý do là thăng chức được thì khoảng là 42% thì là nó có số theo cái nhau cho các chị các bạn ha. Đó cho nên là mình sẽ biết được là như thế nào đúng không, vì mục đích khác là Sunny ta có số có thứ tự hết cho chị các bạn, hay là câu trả lời đúng không. Tiếp theo Martin in rin cha chu cam bắc hào gồ ít Berlin tạm nhân memorin hà đồ cổ quần hào quần hà đồ ship tạ các chị các bạn ha. Nên mình làm gì, nếu bạn là hay quên nếu bạn thường hay quên thường hay quên hoặc là chợt quên, thường chợt quên những cái việc được đảm trách đâu, của bạn là cần phải đảm trách
thì sao? Tôi muốn khuyến cáo là bạn nên ghi chú nó đi ha, ghi chú nó cần gì mà ha, ghi chép lại đó, đó. À, ghi chép lại đúng không, là sau đó mình phải ghi chép lại đúng không. À, và làm thế nào để ghi chép tốt? Khi đó tạm nhân mẹ muốn lên chặn hai đồ nhân ở tức kê hay giờ hàng cài ô hai đồ nhân các chị mà cấu trúc là phải sử dụng nhà mình chưa xúc qua này tới giờ hành tà đầu tiên là phải trở thành nó, làm sao nó trở thành một cái thói quen, làm sao nó phải trở thành một thói quen hãng sang Sony sưu tập cả dân Peru Casio tại đi miễn sò luôn luôn hôm nay là luôn luôn phải có một cái cuốn sổ và một cái bút chì trong tay xem các kỳ năng đem ta khi và bất cứ nào khi tôi nghĩ ra điều gì đó đúng không, yêu đi xem kinh tạm nhân sưu tập ấy chân linh tà chúng ta phải viết ngay vào sổ của tay mình. À, bất cứ khi nào điều gì đó xuất hiện các chị các bạn à, khi đi go memorin hành hù và sau đó sau khi ghi chép thì sao thả si hành bên chừng đi đến hay dành tạo và phải sắp xếp lại chúng một lần nữa memorin amuri mà đi hết tổ cho dù ghi chú là có nhiều đi nữa mà ta sẽ chát xa bôn su tạm nhân nhưng mà nếu không tìm kiếm lại được thì ta sử dụng ốp nên ốp nên editor đó là một cái việc vô cùng gọi là vô ích để các chị bạn nếu mình không sắp xếp lại đàng hoàng thì mình đi tìm kiếm nó rất khó. Ta đã sơ cốc ta si chẳng đi rin hà nên cực sĩ trùng vô hà ta vì vậy điều quan trọng nhất là phải sắp xếp lại nó các chị các bạn ha. Thì cái câu này mình nó lại mình đi tìm ngược lại cho mình được ta dịch luôn rồi ha kia con chặn hà đầm nha ý đi xin tế mà ta sụt chấp bề chất nên sức quả nến à kinh lời dạ hành tà là mà tạo được cái thói quen mình viết vào cuốn sổ mỗi khi có việc gì đó hoặc là à, mình cần phải nhớ nếu mà muốn có ý định nhớ nhớ tốt rồi này phải làm vậy hả memorin chẳng ghi hay này kịch bút ta nên mà đi he non cơ sĩ trùng vô hòa tạ so với việc mà sắp xếp lại cái những cái ly chú thì chúng ta cần phải làm cho nó việc là chúng ta thực hiện nó thì nó quan trọng hơn thì câu này hoàn toàn sai ha. Đó tiếp theo cái bài này tạo nên ít cô chimone tập mắc kê tập tập haseo tập haseo ha. Thì bữa nay tôi cũng chọn những câu đúng đánh dấu để mà chúng ta tìm thấy nó đúng gì không nghe thì các bạn hè giờ mình tìm ở đây vi kinh ơi chỉ móc của đô ảnh mắt trên cơ sinh của đi show chúng ta lựa chọn một cái mà có đúng phù hợp với chủ đề của chủ đề của cái bài văn trên tìm đi tìm ở số kê dơ trên nè giữ ý khi giới thiệu nè hoặc là giới thiệu và việc ấn tượng là đầu tiên nè sổ kê đinh chẳng hạn nên băng bóp phương pháp giới thiệu thế nào là tốt mình đi tìm ở đây á mình đi tìm cái câu đầu tiên các chị bạn hà á và tìm cái cuối hả là mình biết được là nó đúng hay sai chủ đề của nó hả xin nếp sao quên tê ơ bây sai chậm từ các sinh tế nên chắc khi sổ kê đinh hà gô sổ kê đinh bắt tình đi mèo ha tà các chị bạn. À, vậy đặc biệt mình đang nói về việc mà là làm thế nào để giới thiệu mình trước khi mình đi vô mình làm một công ty mới thì mình sẽ phải tập giới thiệu các chị các bạn thì điều rất là quan trọng các chị các bạn ha mình phải giới thiệu thế nào đây thì mình phải có hướng dẫn đúng không thì dưới trên là lễ nghi và giới thiệu là giới thiệu bản thân là mình được cái câu này mình vẫn có thể ngu biết hai cái này rồi ai cũng sẽ có thể đúng các chị bạn ha. Bây giờ mình tiếp theo mình coi này mình đọc cái câu thứ hai tiếp theo mình đọc câu thứ hai rồi nè coi câu đầu mình không biết là sao ra mới số kia hành cần ngu số kia lên bắt tên salamina số kia hành lên salam mua tụ ý lên ná sơ cà xí vậy là dưới các chị bạn ở đây mình thấy dễ ý rồi thì mình cuối cùng mình sẽ chọn là số kia dê trời lễ nghĩa công việc mà giới thiệu với nhau ha thì mình chọn ngay câu A là đúng rồi các chị bạn ha đúng không thì xin biết sao bên đây tem nha là mình có thể dịch câu này cái đoạn này mình nghĩ là chắc dễ dễ các chị các bạn có thể muốn tôi dịch thì tôi dịch thôi nhưng mà rất là dễ ha khi bạn lần đầu tiên vào một công ty với tư cách là một nhân viên mới à thì bạn phải sao bạn thường được yêu cầu là giới thiệu bản thân à và được và yêu cầu được giới thiệu bản thân ha số kê lên nè sau khi số kê lên hao go số kê lên bắt tin ý đi mèo mạnh mạnh tha tức là mình phải giới thiệu bản thân hoặc là nhận được yêu cầu là giới thiệu bản thân của mình ha đó sau đó số kê hành cần ngu
Khi giới thiệu bản thân hả? Khi trường hợp mà giới thiệu bản giới thiệu người khác á, hoặc là nhận nhận được giới thiệu, hoặc là người nhận được giới thiệu á, thì phải sao? Là người người giới thiệu ha, ba người luôn ha, không? Khi trường hợp mà giới thiệu người với nhau, giới thiệu cái người với nhau ha, thì người nhận giới thiệu qua là người giới thiệu thì tất cả phải sao? Irona nên cả si vậy là phải đứng lên giới thiệu nhau ha, không được ngồi ghế nói chuyện nhau. Cha kia Roman mà anh té nên sau khi nói cái tên của mình ra, tôi bắt ba đơn mình hay giờ hành đạo phải phát âm một cách là sao? Chậm rãi ha, mình phải phát âm chính xác chậm rãi các chị các bạn ha, tôi bắt rõ ràng rõ rệt, phải phát âm một cách rõ rệt à, cái tên của mình à. Yeroman nợ mua bán ly mà anh nam nha, nếu mà mình nói tên mình nhanh quá thì sao? Sang tay bạn nghi là người đối diện của mình ara à, tức kỳ ở đốc kỳ tay mồn thì thà thì nó nhanh quá khiến người đối diện khó hiểu hoặc không biết được, không hiểu được tên mình. Tô tạo nên salamin so ke nên so te hành đề nên ares salamin biết sao làm vậy kê cho số anh ta. Và lần nữa nếu mà cho giới thiệu người nào đó thì chúng ta phải giới thiệu người dưới lên người người trên, giới thiệu người dưới với người trên chứ không phải giới thiệu người trên với người dưới ha. Kritigo hành sa la mun giờ là sa la mê kê số kê hành đề nên hành sa la mun mình cho số kê hành ta. Hoặc là khi trường hợp bạn giới thiệu một người và hoặc là có nhiều người và nhiều người và mình phải giới thiệu một người đến nhiều người thì mình phải giới thiệu người đó trước người đó với mọi người, sau đó mình nói một người liên quan với người đó thì được ha. Tô hành Aksurin hành đề nên và khi bắt tay cũng vậy, Wisalami mình cho Aksurin chân he già Arasalami Aksu hành suy tả các chị các bạn chú ý vô này ha. Giới thiệu người dưới với người trên trước, khi giới thiệu người một người với nhiều người thì giới thiệu người một người trước, mình biết là vậy ha. Ngoài ra khi bắt tay cấp trên phải yêu cầu người dưới bắt tay thì người cấp dưới mới được bắt tay các chị các bạn, cái đó quan trọng ha. Cách thân tổ re ơi nam nhờ cả này nên giữa nam và nữ cùng tuổi thì sao? Giữa cha ca mình cho chồng hay già thì còn người phụ nữ và người trước tiên người nữ phải yêu cầu bắt tay đúng không, thì mình bắt được ha, thì lúc đó mình bắt tay Aswanda Arasalamon Aswamenso thì người bên dưới, người dưới thì có thể cúi đầu ha khi bắt tay. Hơi đi rin dắt canh cụp giờ nghiêng đầu về phía trước cần nghĩ đến cho he tổ chỗ thà và thể hiện sự tôn kính tôn trọng ha các chị các bạn. Thì ở đây mình ánh mắt nè về ê mắt chị anh kê hành động hành salami hành salam ơn của reception nghĩa không giữ ý hành động tốt thì hơn chị cha kia đó mình mạnh đế bảo đó mình chừng hoặc hai kê hết tàu là tôi bắt rồi bảo đó mình hết dành tà kim minh chun xin nên qua trang niệm kê cha si cha kia số kê đến hao gỗ mình cho ác số đến chân hết tà là không được à. Câu này bạn còn sai tại vì khi cấp trên phải đề nghị đưa bắt tay tay thì mới bắt tay nha. Tuân si gà chip sa quân tê đi gô và sờ số kê đến hành đế đến nam si tô cách chi đó na sơ số kê đến bắt tay tà ông Tuấn là dẫn cái nhân viên mới đến giới thiệu thì nam cũng vậy cùng nhau đứng dậy và giới thiệu với nhau ha, nhận giới thiệu với nhau thì đó là một cái phép lịch sự giữ ý các chị các bạn. Trên câu B này là câu câu trả lời ha. Rồi chúng ta qua một cái phần bài đọc tiếp theo và tập tiếp theo nó cũng dài ha, nên chọn tôi đã chọn thẳng đáp án là B và A. Bài này các chị các bạn có thể giúp tôi đọc ha, mình cũng có hai bài này nữa thì tôi sẽ làm ngắn cái lời cái bài video của tôi trên mạng tại vì nếu mà dài quá này các chị bạn coi cũng rất là ngắn ha. Bài này rất là dễ, tôi nghĩ cũng rất là dễ, các bạn chị các bạn có thể đọc và tìm hiểu. Tôi đánh sẵn là câu này mọi người đi tìm ý nó trước đi tìm một cái chủ đề nó là gì nè, mình tìm câu thứ nhất của nó đi xong mình không được câu nhất thì mình câu số 2 các chị các bạn ha, hoặc là câu cuối cùng thường là gì ha giải thích rồi thì rất là hiệu quả ha các chị các bạn. Cái phương pháp này là phương pháp đi đi thi, sau này mình sẽ chỉ cụ thể trong quá trình mình đi thi luyện đọc đọc hiểu thì mình phải trả lời như thế nào để nhanh chóng hay các chị các bạn. Cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video ạ.